dâng bài văn tấu cô thì mời cô sau sơn nào góc rách nhá cá ấm mình lần lách dưới khe ngôi đền thờ cây mọc sum đền thờ cô cây mọc sum quá đi à, còn lối về suối ngang cảnh chín tư cảnh chín tư huy hoàng lồng ta chỉ bệnh cô đi cứu sinh cho đời tiên cô xấu vâng lời mẫu thượng đi hái thuốc tiên cô về độ lượng nơi hai xanh nhà có đúng đỉnh đi lên đồi chân vẫn xa gặp đeo vùi ở trên vai thật thưa nắm tay đeo vòng bạc rẽ đầu vôi mượn mượt tóc vạt rộng tay hằn chít củ ấu mái tóc mây có châm hoa cài bước quan thai lên lầu mẫu thượng chớ chạm tâu để tấu tam tòa mẫu yêu cô sáu nết ý con gần xa được an lành tính đành anh mi tính đành anh trên đời có một mình kẻ gan cả thiên cô nhất mực không ý tha thank you.
đại thư cô đốc quốc kỳ. Tiên có hào giá cửa rừng ngài, cất tiếng ngũ núi rừng lấy truyền rước mẫu về ngự đất giang. Cầm thú theo ý vàng